Xin kính chào quý vị và các bạn ạ. Hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc SUV của hãng Nissan. Nhưng chiếc xe này thì nó khác với rất nhiều những chiếc xe SUV khác của hãng Nissan. Đó là một chiếc xe được sản xuất tại nước Anh ạ. Đây chính là chiếc xe Nissan Qashqai. Thưa với quý vị và các bạn, những chiếc xe Qashqai về Việt Nam mình thì nó có rất nhiều phiên bản. Ví dụ như cũng là sản xuất tại Anh nhưng mà nhập về Việt Nam mình là cái phiên bản Qashqai Đức ạ, thì là nó có hai phiên bản. Một là phiên bản Qashqai thường thì là nó là phiên bản 5 chỗ, và Qashqai cộng 2 thì nó là cái phiên bản 7 chỗ đấy ạ. Còn cũng là cái phiên bản Qashqai sản xuất tại Anh nhưng mà nó xuất sang Trung Đông, nhập về Việt Nam mình thì nó lại có tới 3 phiên bản. Đó là phiên bản thấp nhất là Qashqai S, thì là những cái phiên bản đấy là thấp nhất, ít đồ nhất. Nó có thể là nó chỉ có không đèn gầm, không ghế da, chỉ ghế nỉ thôi, và khóa thường, khóa cơ thôi ạ. Và phiên bản cao cấp hơn một chút nữa đó là Qashqai SE. Qashqai SE thì nó lại thêm được một ít đồ nữa, ví dụ như khóa thông minh, cũng không đèn gầm, ghế vẫn là ghế nỉ nhưng nó thêm được cái khóa thông minh rồi. Còn phiên bản cao cấp nhất, cao cấp hơn tất cả hai phiên bản trước đó là Qashqai LE. Phiên bản Qashqai LE mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu chiếc xe này đây ạ, chính là phiên bản Qashqai LE, thì đã full đồ, đầy đủ đồ tất cả, ví dụ như khóa thông minh, cửa nóc, đèn gầm, ghế da, nguyên bản theo xe đã là đầy đủ hết tất cả rồi ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, đây chính là chiếc Qashqai LE phiên bản 5 chỗ sản xuất tại Anh, xuất Trung Đông đấy ạ. Đây là cái phiên bản 5 chỗ và màu đen. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã chạy được hơn 8 vạn km rồi. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phân khúc SUV này thì chiếc Qashqai nó cùng phân khúc với chiếc Honda CR-V, Hyundai Tucson. Nếu như ở cái thời điểm mua xe mới thì chiếc xe này đắt hơn chiếc CR-V và chiếc xe Tucson rất là nhiều. Nhưng bây giờ sau những năm tháng sử dụng chiếc xe sản xuất năm 2011 này, bán ra thì lại rẻ hơn rất là nhiều so với chiếc xe Honda CR-V với Hyundai Tucson đấy ạ. Chiếc xe Qashqai LE sản xuất năm 2011 này hiện chúng tôi đang bán với giá chỉ hơn 400 triệu đồng thôi, 450 triệu đồng thì quý vị các bạn đã được sở hữu chiếc xe Qashqai LE 2.0 lít này rồi đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này được sản xuất tại Anh, tiêu chuẩn châu Âu cho nên là đi rất là thích ạ. Động cơ 2.0 cùng với động cơ Honda CR-V với Hyundai Tucson nhưng mà đi thì lại chắc hơn những cái dòng đấy rất là nhiều ạ. Đây là cái phiên bản 2 cầu được trang bị full option rồi, từ khóa thông minh, ghế da, cửa sổ nóc. Đây là sản xuất tháng 3 năm 2011 đấy ạ. Khóa thông minh, bấm tay mở cửa rồi. Option thì cũng rất là nhiều, đi thì cũng rất là thích. Mà giá thành thì lại rất là rẻ, vì ở Việt Nam mình là cái thương hiệu Nissan không được ưa chuộng bằng thương hiệu Honda hoặc là Hyundai. Đấy, động cơ thì 2.0, động cơ rất là đẹp ạ. Đèn gầm, đèn bi xenon đầy đủ hết tất cả rồi. Vậy nếu như quý vị nào là đang quan tâm đến những dòng xe SUV ở cái tầm tiền là hơn 400 thì tôi mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và chạy thử chiếc này, để quý vị các bạn thấy nó chạy hơn hẳn so với những chiếc xe cùng phân khúc rất là nhiều, vì chiếc xe được sản xuất tại Anh ạ, tiêu chuẩn châu Âu cho nên là đi rất là thích ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 450 triệu đồng thôi, rẻ hơn rất là nhiều so với những chiếc xe cùng phân khúc và tiêu chuẩn châu Âu thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi ạ. Đi thì rất là thích ạ, đi rất là an toàn, nó rất là chắc chắn ạ. Với động cơ 2.0 và cái khung gầm của nó thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở cái dòng Nissan này khung gầm thân vỏ rất là chắc chắn, và đặc biệt là chiếc xe này được sản xuất tại Anh thì tiêu chuẩn của nó cao hơn rất là nhiều rồi ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 450 triệu đồng,
450 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn sở hữu ngay một chiếc xe được sản xuất tại Anh rất là nổi tiếng nè. Tuy ở Việt Nam mình nó không có nhiều, tại vì là trước cái thời điểm 2011, trước cái thông tư 20 ấy, thì được nhập rất là nhiều, nhưng sau thông tư 20 là cấm nhập khẩu tự do nữa thì những chiếc xe này không có trên đại trường, không có tại thị trường Việt Nam nữa đâu ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Vậy nếu như quý vị các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán chỉ với giá là 450 triệu đồng thôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.